Sáng ngày 3 tháng 2, Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Bính Hạnh, 209 trên 14 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Xuân Bính làm tổng giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, Chi cục phát hiện nhiều bịch đựng thịt heo để dưới đất và một số thau đựng thịt heo đã sắc nhỏ. Chưa hết, Chi cục còn ghi nhận thịt heo được ngâm trong dung dịch đỏ âu bốc mùi khó chịu. Khu vực sơ chế thì ẩm ướt, dơ bẩn, bốc mùi tanh tưởi. Chi cục còn phát hiện 1,7 kg bột màu trắng không nguồn gốc. Nhân viên công ty cho biết số bột này được mua ở chợ Kim Biên với giá 25.000 đồng 1 kg. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Bính cho biết thịt heo được một người ở tỉnh Đồng Nai chở giao tận nơi và không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Sau khi ngâm hóa chất, thịt heo biến thành thịt bò thơm phức. Số thịt bò này được công ty bỏ mối các tiệm phở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với giá mỗi ký từ 130.000 đồng đến 140.000 đồng. Sau khi cân, chi cục ghi nhận 755 kg thịt heo đã thành thịt bò, 110 kg thịt heo đang ngâm trong hóa chất và gần 1.180 kg thịt heo chưa ngâm hóa chất. Ông Bính tự nguyện làm đơn xin thiêu hủy toàn bộ lô hàng nói trên. Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chi cục sẽ lấy mẫu thịt bò giả và hóa chất mang xét nghiệm để có cơ sở đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố ra quyết định xử phạt.